Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng với đại chúng, đúng một tuần trước, khi Minh Thiền công phu xong thì xuống cùng với quý thầy có cái buổi thiền trà. Mỗi ngày qua đều như vậy, cứ công phu xong thì xuống quý thầy sẽ ngồi lại có buổi thiền trà, giây phút để tĩnh tâm. Tĩnh tâm xong rồi đó thì sẽ nói lên cái kế hoạch ngày hôm nay và những ngày sắp tới sẽ làm gì. Sau cái buổi thiền trà thì Minh Thiền nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, nói rằng: thưa thầy, có phải thầy là thầy Minh Thiền không? Nói: dạ đúng rồi. Gia đình nói: dạ thưa, chúng con đang trên đường đến chùa Đức Hòa, làm phiền thầy một chút, mong thầy dành một tí thời gian để cho chúng con có đôi điều muốn thưa. Thì Minh Thiền đồng ý. Thưa các vị, thì khoảng hơn nửa tiếng sau á, thì có hai mẹ con của cô đó đến. Và khi hỏi ra thì nói rằng ở cách chùa Đức Hòa của chúng ta tới 300 cây số. Vô thì cũng ngồi nói chuyện đồ rất bình thường. Minh Thiền mới hỏi: dạ thưa, là gia đình Phật tử đến gặp thầy có chuyện gì hay không? Thì gia đình mới thưa: dạ, trước đây con có nghe cái bài giảng của thầy. Thầy có nói về những hũ rượu mà ngâm những con vật, nào là rắn, nào là bìm bịp, nào là con lười ươi, con này con kia đó. Thầy có nói về cái quả báo nặng nề của cái việc ngâm rượu bằng thân xác của động vật. Gia đình chúng con làm ăn mua bán tương đối là lớn, cho nên gặp bạn bè và đối tác, người ta có tặng cho những hũ rượu sâm, và trong đó cũng có những hũ rượu ngâm bằng thịt động vật. Con hôm nay nghe thầy nói về cái quả báo của việc lấy động vật để ngâm rượu, đó là một tội lỗi lớn, cho nên con mới đem cái hũ rượu mà người ta tặng cho con đem lên nhờ thầy, để nhờ thầy giúp giùm làm sao đó cho cái sinh mạng này được đầu thai, được tái sanh. Thì thầy cũng chưa biết là họ ngâm cái con vật gì, tại vì lúc vào nói chuyện thì gia đình Phật tử họ đi không vào thôi. Thầy mới nói: ngâm cái con gì và có đem theo không? Đem vô đây, thầy sẽ để ở trên chùa tụng kinh vài hôm, rồi cầu nguyện, rồi quy y cho nó, sau đó thầy sẽ đem đi thiêu. Thì gia đình mới đi ra ngoài xe khiêng vào cái hũ này đây. Các vị thấy con gì? Nguyên một con hổ con. Khi khiêng vô thầy thấy thầy giật mình, xanh mặt. Cho nên hôm nay đem lên đây để chia sẻ với đại chúng và có lời khuyên. Thầy không dám khuyên những người ở bên ngoài, những người không phải là đạo Phật, mà thầy xin khuyên những người là Phật tử.
là Phật tử thì chúng ta phải tuyệt đối nói không với ngâm rượu bằng thân xác của động vật. Thầy nhắc lại là Phật tử phải tuyệt đối nói không với cách ngâm rượu bằng thân xác của động vật. Đó là một tội lỗi rất là lớn, đem đến quả báo nặng nề cho chúng ta và cũng gây ảnh hưởng cho gia đình chúng ta. Chúng ta không tự bản thân mình giết hại động vật để ngâm. Chúng ta cũng không có xúi bảo người khác giết hại để ngâm. Và chúng ta cũng đừng nên nhận những món quà như thế này do bạn bè, do đối tác mà người ta tặng. Tuyệt đối đừng nhận. Một hôm Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo và hỏi: Này các thầy tỳ kheo, các thầy có thấy một người nam làm đồ tể mà họ giết dê, giết bò, giết gà để lấy thịt đó ăn, lấy thịt đó bán, và họ có được sống yên vui giữa khối tài sản mà giết hại sinh mạng đó không? Các thầy tỳ kheo bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn là không. Đức Phật dạy: Đúng vậy các thầy tỳ kheo, một người nam làm đồ tể, họ giết heo, họ giết dê, họ giết bò, họ giết vịt, họ không thể sống yên ổn với khối tài sản đó. Khi sống, bởi do ác nghiệp họ tạo, họ bị bất an, gia đình họ không được an ổn, không được hạnh phúc. Và khi họ chết, họ bị đọa vào trong ác thú. Như vậy Đức Phật dạy người Phật tử chúng ta tuyệt đối là không sát sanh. Minh Thiền nói với các vị vài điều trong buổi nói chuyện hôm nay. Thứ nhất, đây là những động vật quý hiếm được quốc gia bảo vệ. Chúng ta bắt, chúng ta giết, chúng ta có thể bị pháp luật truy tố, bị phạt tiền hoặc là bị bỏ tù. Điều thứ hai, cái lợi ích từ việc ngâm để lấy rượu uống, xin thưa tôi không biết nó có lợi ích như thế nào, nhưng theo quan niệm cá nhân tôi nói rằng nó không hề bổ, nó không hề có lợi ích như chúng ta nghĩ, chúng ta truyền miệng nhau. Bản thân con người mình có bệnh không? Có bệnh. Có bệnh rồi mình đi khám, mình chạy chữa, mình được bác sĩ chăm sóc. Vậy mà cái bệnh có khi nó thuyên giảm, có khi nó vẫn còn khư khư ra đó. Huống hồn chi những loài động vật, nó không ăn uống sạch sẽ như chúng ta, môi trường sống của nó không sạch sẽ như chúng ta, thì chắc gì thân nó không bệnh. Nó bệnh còn hơn chúng ta nữa. Và rồi chúng ta nghĩ rằng đem một con vật như thế này bỏ vào trong hũ rượu ngâm là nó sẽ cho chúng ta cái chất bổ dưỡng để thân thể được cường tráng, để trị bệnh này, trị bệnh khác. Nhưng tôi xin thưa rằng nếu như chúng ta sử dụng những loại rượu mà ngâm từ xác, từ thịt động vật, thì chỉ đưa chúng ta đến bệnh đau thêm mà thôi. Không chữa bệnh được đâu. Không chữa bệnh được đâu. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, Minh Thiền muốn nói là cái quả báo của việc giết hại để rồi ngâm rượu đem ra uống, nó cực kỳ là kinh khủng, nó khủng khiếp lắm. Sở dĩ mà gia đình của cái vị này đem đến nhờ Minh Thiền hóa để cầu siêu là do Minh Thiền đã từng kể câu chuyện trước đó. Và họ thấy trong câu chuyện đó nó quá phù hợp và nó xảy ra đúng với gia đình của họ. Gia đình của cái cô này mới nói rằng người ta tặng cũng gần 2 năm rồi, nhưng mà từ khi đem nó về trưng ở trong nhà, không hiểu sao gia đình con cứ lục đục hoài à, cứ lộn xộn hoài à, không bao giờ yên bình. Mà trước đó thì những chuyện lục đục lộn xộn này không hề xảy ra. Con của con nó đi cờ bạc, nó đi cá độ,
nó vay tiền, nó mượn tiền xã hội đen, con phải trả tiền hàng tỷ đồng, từ tỷ này sang tỷ khác, mà trước đó thì không có. Thưa, mình nói ở đây bằng cái khuyên chân tình, chứ không phải là bằng sự hù dọa của một ông thầy dành cho Phật tử. Là chúng ta nên nhớ, nếu như bản thân chúng ta mà người khác giết mình chết rồi đem bỏ vô cái hũ ngâm như thế này, các vị đồng ý không? Các vị chịu không? Các vị có oán thù người đó không? Oán thù chứ. Thì con vật đây nó cũng oán thù. Oán thù. Khi nó bị chúng ta bắt để giết đó, là nó đối kháng. Khi nó đối kháng là nó sân giận. Và cái sân giận đó nó lan tỏa khắp cơ thể. Chúng ta giết, chúng ta ngâm, tưởng là bổ nhưng không. Cái sân giận nó tồn tại ở từ tế bào, từ thớ thịt. Khi chúng ta ngâm như thế này là chúng ta đang ngâm chất độc để uống. Đang ngâm chất độc để uống. Cho nên chúng ta phải từ bỏ, phải từ bỏ. Thưa các vị là phải từ bỏ. Một điều nữa Minh Thiền muốn gợi ý cho Phật tử thấy đó là tất cả mọi loài, dù là loài người hay là loài động vật, có sự sống thì đều tham sống và sợ chết. Không phải chỉ có loài người chúng ta mới tham sống và sợ chết, còn loài vật thì muốn chết. Loài người của mình sợ chết như thế nào thì loài vật nó cũng sợ chết như thế ấy. Nhưng nó không thể tránh được cái bàn tay ác độc của chúng ta. Khi lòng tham của chúng ta, sự mê muội của chúng ta quá lớn, chúng ta giết hại chúng sinh. Nó không đối kháng, nó không chống cự được, cho nên nó đành chết oan ức dưới bàn tay của chúng ta. Nên Minh Thiền nhắc lại một lần nữa, nếu đã là người Phật tử học Phật Pháp rồi thì tuyệt đối nói không với giết hại chúng sinh để ngâm rượu. Không đem đến lợi ích, hoàn toàn không đem đến lợi ích, mà nó chỉ đem đến những điều bất an, đau khổ và tội lỗi cho chúng ta mà thôi. Cái thức của nó, hay là mình nói cái hồn của nó đó, nó vẫn đi theo để giữ cái xác này. Nó vẫn đi theo để giữ cái xác này. Nó luôn bên cạnh để giữ cái xác. Và nó căm thù những ai sử dụng cái xác này của nó theo lòng tham và sự mê muội. Và nó căm thù những người đã đang tâm bắt và giết nó. Xin thưa, từ ngày trên YouTube đăng cái đoạn Minh Thiền nói chuyện về những cái bình rượu ngâm đó, thì Minh Thiền cũng nhận được rất nhiều sự chia sẻ của Phật tử và không phải Phật tử. Có một số gia đình họ ngâm con biềm biệp, họ ngâm rắn hổ mang, họ cũng gửi hình ảnh qua cho Minh Thiền, nhờ Minh Thiền đọc kinh cầu nguyện. Rồi có một số người họ muốn đem đến chùa để nhờ Minh Thiền, để Minh Thiền thiêu, Minh Thiền hóa. Nhưng Minh Thiền nói xa xôi quá thì không cần phải đem đến chùa gặp Minh Thiền, có thể tìm một cái chùa nào gần nhà nhất, hoặc là Phật tử thì có thể đem ra sau vườn tụng thời kinh rồi chôn hoặc thiêu cũng được. Đập bể rượu trong bình bỏ không uống, xác đem thiêu hoặc chôn. Và từ bữa đó tới nay thì Minh Thiền hướng dẫn cũng được 4 đến 5 gia đình là Phật tử và không phải là Phật tử để họ từ bỏ những cái này. Có một cái gia đình của cô đó, cô nói con tới 4 bình lận, con có tới 4 bình, người ta đến mua con mấy chục triệu. Nếu mà không nghe cái bài giảng của thầy thì có lẽ là con bán rồi. Con năn nỉ chồng con bán, nhưng nghe bài giảng của thầy con không dám bán. Nói rất là tốt, thôi cứ đem đập bình, đổ nước rồi đem đi thiêu, đi chôn đi, để cho nó giải trừ cái nghiệp của mình. Thì hôm nay có đôi điều chia sẻ, để mong mượn cái diễn đàn này khuyên những người Phật tử của chúng ta hãy từ bỏ và chấm dứt điều này,
nó không đem lại kết quả như chúng ta tưởng, như chúng ta nghĩ, mà nó chỉ đem lại bệnh, đau khổ và đọa đày vì ác nghiệp thôi. Xin chân thành cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.